Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tony Phùng. Có lẽ cái chủ đề mà mình mang đến cho các bạn ngày hôm nay nó không phải là một chủ đề gì nó quá mới cả. Tại sao mà các bạn vẫn ghét những chiếc smartphone đến từ Trung Quốc? Đấy là một cái câu comment, đấy là một cái câu ý kiến mà mình thấy quá nhiều bạn để lại cho những video mình review về những sản phẩm như là Xiaomi, Huawei, Oppo, Honor, Vivo, các thứ. Nói chung là miễn sao những sản phẩm đó đến từ Trung Quốc là kiểu gì cũng sẽ có những cái câu, kể cả nó có tốt đến đâu đi chăng nữa, nó có ngon đến đâu đi chăng nữa, nó có xịn đến đâu đi chăng nữa, thậm chí nó có rẻ đến đâu đi chăng nữa, người ta cũng không mua bởi vì nó là hàng Trung Quốc. Ok, vậy thì vì sao mà các bạn lại ghét đến mức độ là như vậy? Thì mình sẽ cùng nhau phân tích về những thứ mà các bạn ghét, những cái lý do mà các bạn đưa ra là khiến cho các bạn ghét nó có thực sự đúng ở cái thời điểm hiện tại nữa hay là không nhá. Nói chung đây sẽ là cái ý kiến của bản thân mình. Mình đã sử dụng rất nhiều những sản phẩm Mỹ, có ở đây Pixel XL là Mỹ rồi, chuẩn nhá. Apple iPhone cũng là Mỹ, chuẩn nhá. Hàn Quốc kiểu Samsung có, Nhật như các thứ, Sony các thứ có, điện thoại Trung Quốc thì dùng rất nhiều. Nên là mình cũng sẽ có cái nhìn nó khác hơn so với các bạn một chút. Và đây sẽ là những câu trả lời của mình về cái vấn đề này. Thì chúng ta phải công nhận với nhau một điều trước đã. Những sản phẩm đến từ Trung Quốc nó tốt thực sự. Đơn giản như là đây, Xiaomi Mix 3 12 triệu. Các bạn có màn hình tràn viền quá đẹp luôn. Chúng ta có cơ trượt chất, chúng ta có cấu hình mạnh, chúng ta có camera đẹp, chúng ta có thiết kế rất tốt, hiệu năng ok, thuật pin ok. Hay là chiếc điện thoại cực kỳ hot hồi cuối năm nay trong rất nhiều những bảng xếp hạng, đấy là chiếc Mate 20 Pro chẳng hạn. Cấu hình quá khủng, camera quá khủng, màn hình rất đẹp, thiết kế rất đẹp, nhiều công nghệ Face ID, cảm biến vân tay nhúng bên trong màn hình, thời là pin cực kỳ trâu, sạc không dây, chống nước, nói chung có đầy đủ những cái tính năng mà nó được đánh giá là một trong những sản phẩm tốt nhất năm 2018 vừa qua. Thế nhưng mà người ta vẫn sẽ không thích nó. Ý kiến đầu tiên đó là vấn đề ăn cắp dữ liệu của người dùng. Mình đồng ý là những hãng điện thoại đến từ Trung Quốc có lấy dữ liệu của người dùng. Nhưng có phải họ là người duy nhất lấy hay không? Đó. Nếu như các bạn không biết thì Facebook và Google là hai cái tên lấy dữ liệu người dùng nhiều nhất trên thế giới. Và nó nghiên cứu hành vi sử dụng điện thoại, sử dụng dữ liệu, sử dụng mạng internet của người dùng là nhiều nhất trên thế giới để bán cho những bên quảng cáo. Nói nôm na là các bạn hiểu là để mà bán cho những bên muốn đặt quảng cáo các thứ. Thế nên mới có cái chuyện ví dụ mình hỏi là em ơi tối nay đi ở đâu, thì ngay về cái là có khi hiện thị lên bao nhiêu cái như là bao cao su, gel bôi trơn các thứ để mà phục vụ cho cái việc các thứ. Hay đơn giản hơn là anh ơi em muốn mua một cái đầm mới, em muốn mua một cái váy mới, chỉ cần nói thôi, về Facebook đang lướt lướt tự nhiên thì có quảng cáo váy mới ở trên những trang thương mại điện tử. Và có lẽ những cái này là các bạn đã không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Thì đấy chính là cái ví dụ rõ ràng nhất cho cái việc đó là Facebook lấy dữ liệu của người dùng như thế nào. Còn smartphone đến từ Trung Quốc như là Huawei này, như là Xiaomi này, như gì đó, họ lấy dữ liệu của người dùng để làm gì? Để phục vụ cho việc nghiên cứu AI, phục vụ cho cái việc mà hỗ trợ người dùng sử dụng điện thoại một cách tốt hơn. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà những cái phần mềm đến từ những hãng điện thoại của Trung Quốc như là MIUI nó lại phục vụ tốt được cho cái nhu cầu của người dùng và những cái thao tác của người dùng đến mức độ là như vậy, và cái trải nghiệm của nó là tốt đến mức độ là như vậy. Mình có thể nói một điều, xét về cái vấn đề trải nghiệm người dùng ở mặt phần mềm thì không có một cái nào tốt hơn được MIUI của Xiaomi, tại vì nó tùy biến rất mạnh, tùy biến rất sâu, và những cái thao tác mà các bạn sử dụng với nó cũng cực kỳ dễ dàng. Thậm chí những ứng dụng rất trực quan nên là icon thiết kế cũng rất là đẹp. Nói chung là bản thân mình đánh giá thì những chiếc smartphone đến từ Trung Quốc nó lấy dữ liệu của người dùng, nhưng đấy không có một thứ gì là lạ cả, nên mình thấy nó cũng bình thường. Mà thậm chí mình còn chưa thấy nhiều những cái vụ nào bê bối liên quan đến việc dữ liệu người dùng bị ăn cắp xuất phát từ mấy cái máy của Trung Quốc cả. Còn lại là thì Apple dính mấy cái vụ lộ ảnh khỏa thân cái thứ này nọ nhiều lắm. Điều thứ hai, máy không bền và lỡ mà hỏng hóc thì không biết sửa chữa ở đâu. Cái này thì mình lại thấy nó hơi sai sai. Ví dụ như các bạn mua máy chính hãng ở thị trường Việt Nam, máy mà lỗi mà hỏng, đương nhiên các bạn sẽ được sửa chữa bảo hành chính hãng ở thị trường Việt Nam, đúng không? Kể cả những máy bạn mà có hỏng cái gì đó, ví dụ hỏng màn hình, hỏng muốn sửa dịch vụ gì đó, thì các bạn cũng có thể gửi lên những cái trung tâm được ủy quyền tại Việt Nam, Xiaomi, Nokia, Huawei, Honor, có hết, có đầy đủ hết tất cả những cái trung tâm bảo hành tại thị trường Việt Nam. Trừ khi các bạn lại lựa chọn những cái máy kiểu dạng sách tay dị dị một tí mà không bán được thị trường Việt Nam thì cái đấy là chịu thôi. Mà cái đấy đâu phải chỉ có áp dụng với riêng máy điện thoại của Trung Quốc đâu. Kể cả những cái máy mà Nhật sách tay này,
máy Mỹ xách tay này, máy Hàn xách tay này. Đôi khi tìm kiếm những cái linh kiện để sửa thị trường Việt Nam khó thấy chứ đâu chỉ riêng gì điện thoại của Trung Quốc. Thế nên là cái vấn đề mà các bạn nói là tìm linh kiện để sửa chữa nó không hợp lý cho cái vấn đề này. Nhưng mình đánh giá nó chỉ là một cái lý do chống chế của các bạn mà thôi. Còn vấn đề mà máy không bền thì lại là một cái cũng khá là suy nghĩ. Đồng ý là với nhiều những sản phẩm của Trung Quốc nó có cái mức giá quá rẻ, nó sẽ bị cắt giảm đi một vài những thứ. Nhưng mình nghĩ độ bền lại là thứ những cái sản phẩm đó không bị cắt giảm đâu. Tại vì mình đã từng nhìn thấy có rất nhiều người sử dụng chiếc Mi 4 ra mắt năm 2014 cho đến năm 2018 vừa rồi dùng vẫn rất ngon sau 4 năm trời. Rất nhiều những chiếc điện thoại khác cũng thế, Huawei, Oppo cũng vậy. Quan trọng là cái cách sử dụng của người dùng là như thế nào. Và quan trọng ở thời điểm hiện tại thì rất nhiều cái tên ví dụ như là Xiaomi đã dám bảo hành chính hãng cho người dùng lên tới là 18 tháng ở thị trường Việt Nam. Thế thì cũng phải có một cái lý do gì đó, họ phải thực sự tự tin vào cái sản phẩm như thế thì họ mới dám bảo hành lâu đến mức độ là như vậy. Nên là cái vấn đề độ bền lại thêm một cái lý do khác của mình đánh giá cũng không phải là một lý do chính khiến cho các bạn ghét hàng Trung Quốc là như vậy. Vấn đề thứ ba, hậu mãi ở Việt Nam không tốt. Cụ thể hơn là vấn đề kiểu bảo hành các thứ ấy, hay là vấn đề kiểu những cái dịch vụ giá trị gia tăng. Cái này thì mình đồng ý này. Ví dụ như là chúng ta có Samsung, các bạn có cái Samsung Galaxy E-Line ấy, rồi là Galaxy Gift các thứ, các bạn nhận được rất nhiều những cái voucher, các bạn nhận được rất nhiều cái ưu đãi về vấn đề sau bán hàng, sau khi mua máy ấy, thì các bạn nhận được rất nhiều ưu đãi giảm giá khi đi ăn đi chơi các thứ. Bây giờ thì cái đấy thì đúng, cái này thì đây là một cái lý do mình đánh giá cũng khá là ok. Nhưng quay trở lại cái bài toán kinh tế của chúng ta là trên đời chả có gì nó free cả. Nên là mình nghĩ là giá của những sản phẩm đấy nó đắt hơn so với mặt bằng chung những sản phẩm còn lại, thì đôi khi cái giá mà đắt hơn các bạn phải bỏ thêm ra thì nó trừ vào đúng những cái voucher mà các bạn được nhận giảm giá phần trăm các thứ ấy, nên thôi cái nọ nó cũng bù cái kia, thì đấy cũng thêm một cái lý do khiến cho điện thoại của Trung Quốc nó rẻ hơn ấy. Và có nhiều người đánh giá thì nó đúng với giá trị thực của nó hơn. Và vấn đề cuối cùng thì nó là mặt thương hiệu, thì đây mới chính là cái điều rõ ràng nhất mà nhiều người không lựa chọn sản phẩm đến từ Trung Quốc. Thực sự mà nói thì xét về vấn đề thương hiệu, mình đồng ý là một vài những cái tên như là Honor, như là Huawei, như là Oppo, như là Vivo thì nó so sánh về mặt giá trị thương hiệu so với Samsung hay là Apple iPhone ấy, thì nó không bằng. Nhưng smartphone đến từ Trung Quốc, nếu như các bạn không biết thì họ luôn luôn đứng top trong những sản phẩm có thể gọi là bán chạy ở rất nhiều thị trường khác nhau. Thậm chí Huawei còn vượt Apple, vượt Samsung ở rất nhiều thị trường châu Âu, vượt rất nhiều thị trường khác nhau. Thậm chí ở thị trường châu Á các thứ thì Huawei cũng là một thế lực không thể nào có thể xem thường được. Và điều này lại thể hiện rõ ràng một điều, đấy là thương hiệu ở Việt Nam thì mọi người còn nghĩ rằng những cái tên như là Huawei, như là Honor, như là Oppo, Vivo thì nó không tốt mà thôi. Nhưng thực chất ra những cái thương hiệu này ở thị trường quốc tế nó thực sự rất kinh khủng về mặt giá trị, cũng như thực sự rất là kinh khủng về cái mặt doanh số bán hàng. Nó vượt rất nhiều so với những cái tên tuổi có thể là các bạn đã nghĩ lớn hơn như là Samsung hay là Apple. Thì thế nên chúng ta mới có một câu chuyện, đấy là Huawei đã vượt Apple trở thành cái thương hiệu smartphone lớn thứ hai trên thế giới. Thế nên cái vấn đề này mình nghĩ các bạn cũng nên xem xét lại xem sao. Thực ra sẽ còn có một cái chủ đề khác nữa, nhưng mà cái này nó hơi liên quan đến chính trị một tí đấy. Nhiều bạn nói rằng ủng hộ hàng Trung Quốc để mà nó thế này thế kia, với Việt Nam thế nọ thế lọ thế trai. Cái này thì mình không bàn đến, tại vì nó hơi không liên quan, nên là mình sẽ bỏ qua luôn. Nên nói chung, với điện thoại đến từ Trung Quốc thì bản thân mình đánh giá những thứ mà các bạn thường đặt ra cái vấn đề đấy là các bạn ghét. Đấy là như là về ăn cắp dữ liệu người dùng này, cái này thì mình không thấy không hợp lý. Hay là độ bền này, vấn đề bảo hành, sửa chữa các thứ mình cũng thấy không hợp lý. Hay là vấn đề trải nghiệm người dùng các thứ mình cũng thấy không hợp lý. Hay ngay cả đến từ những thứ như là giá trị gia tăng hay là thương hiệu, thì nó cũng sẽ có những thứ mà các bạn phải đánh đổi mà thôi. Nói chung đây là những cái chia sẻ của mình, và đây là những cái vấn đề mà mình nói về cái điều mà các bạn hay ghét những sản phẩm đến từ Trung Quốc. Bản thân mình thì mình trung lập, và quan trọng là bạn có ghét những sản phẩm đến từ Trung Quốc hay không? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Ghét thì ghét thôi, nhưng mình biết là các bạn không thể nào bỏ được hàng made in China được đâu. Đúng không? Và rất nhiều những mẫu sản phẩm đến từ Trung Quốc như là Huawei, Xiaomi các bạn đều có thể tham khảo tại Hoàng Hà Mobile. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video để các bạn có thể tham khảo trực tiếp nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!